phòng trị sâu đục quả cho cái cây mận roi, cùng với cái món dưỡng và chống rụng hoa trái cho cây mận. Đơn hàng này là của chị Kim ở Bình Dương để sử dụng cho cây mận roi, như ở ngoài Bắc mình gọi là cây roi, còn ở trong miền trong đây gọi là cây mận nhé. Cái bộ sản phẩm này sẽ có giá là 330.000, giá của tháng 4 năm 2024 của chú anh chị em nhé. Cái cặp dưỡng hoa trái này thì các anh chị có thể pha được khoảng tầm 400 lít nước là bằng với 20 bình đeo lưng này. Còn riêng cái chai thuốc sâu này, sạch bóng sâu dày 666 đây, thì các anh chị pha được khoảng tầm 300 lít thôi là nó bằng với 15 bình đeo lưng nhé. Nếu sử dụng cho bình 20 lít thì các anh chị sẽ đong lấy khoảng tầm 30ml thuốc sâu này. Và mỗi chai này mình sẽ đong lấy mỗi thứ 25ml để trộn cùng với một bình phun nhé. Phun một lần luôn để cho tiết kiệm cái thời gian nhé. Tiết kiệm cái thời gian phun xịt. Và thời điểm sử dụng thì các anh chị có thể sử dụng vào trong cái thời kỳ mà cây đang có nụ hoa và sau khi đậu trái, dưỡng lớn trái, nuôi trái. Và mình cũng có thể là sử dụng định kỳ khoảng tầm 10 đến 15 ngày một lần và ngừng phun xịt trước thu hoạch khoảng tầm 7 ngày. Khi mà cây mận, cây roi nhà mình đã có những cái lứa quả lớn, những cái lứa quả sắp già thì các anh chị nên phun xịt luôn phiên với cái viên cùng với cái chai calibo sữa này vào nhé. Thì nó sẽ giúp cho cái cây, cái quả của mình là nó cũng giúp cho lớn trái, đặc ruột và còn thêm tác dụng là nó giúp cho cái trái nó ngọt. Khi mà cây của chúng ta nó đã có những cái lứa trái mà chuẩn bị già thì các anh chị nên luôn phiên cái bộ sản phẩm này vào nhé. Còn cái bộ dưỡng hoa, dưỡng trái này thì nó còn có thêm tác dụng là hạn chế cái việc bị khô đen hoa và rụng trái non, héo trái non, giúp cho trái mận, trái roi của mình nó được căng đều, tròn đều nhé. Và nó sẽ cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cây trong thời kỳ nuôi hoa và quả. Và đồng thời nó còn phòng trừ những cái con gây hại trên nụ hoa và những cái con sâu đục quả, những cái con rầy rệp, những con bọ trĩ nhé. Cái loại thuốc sâu này thì nó mát, thế nên là các anh chị vẫn sử dụng trong thời kỳ cây đang hoa trái vẫn bình thường, vẫn sử dụng bình thường nhé. Nó không có gây ảnh hưởng gì đến hoa trái nhé. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Cô chú anh chị em nhớ đăng ký kênh em để theo dõi những video mới khác nữa nhé.